nông dân Mỹ đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng lớn. Đàn lợn rừng khổng lồ đang xâm chiếm các trang trại của họ và gây ra thiệt hại to lớn. Hàng triệu mẫu đất nông nghiệp đã bị phá hủy, khiến nông dân thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá cách người nông dân Mỹ ở khu vực Trung Tây đã đối phó với những con lợn rừng khổng lồ này như thế nào nhé. Hãy cùng Han khám phá, bắt đầu chuyến phiêu lưu kỳ thú ngay bây giờ. Quần thể lợn rừng rất đông đảo, đến mức được coi là loài xâm lấn. Những con lợn này là kết quả của sự lai tạo giữa lợn nhà và lợn rừng. Có những con có thể nặng đến 300 kg. Sức phá hoại của chúng được xem là rất kinh khủng. Mọi loại cây trồng đều bị hủy hoại nghiêm trọng. Lợn rừng nổi tiếng với chu kỳ sinh sản nhanh chóng, từ 5 tới 6 tháng tuổi. Lợn cái có thể bắt đầu sinh sản, khả năng sinh sản từ 2 đến 3 lứa mỗi năm càng làm gia tăng quần thể của chúng. Mỗi lứa có thể sinh từ 6 tới 12 con, khả năng sinh sản xuất sắc này khiến lợn rừng trở thành một trong những loài xâm lấn khó quản lý nhất. Sự sinh sản nhanh chóng của lợn rừng đòi hỏi phải có các biện pháp kiểm soát hiệu quả. Săn bắn là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để quản lý quần thể lợn rừng. Nông dân thường thuê thợ săn chuyên nghiệp để tuần tra các trang trại và săn bắn những con lợn xâm lấn này. Có nhiều loại thiết bị săn bắn được sử dụng rộng rãi, mặc dù săn bắn hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với con người. Lợn rừng đã trở thành loài xâm lấn gây hại thứ hai tại Mỹ, chỉ sau loài cọp nhấm vào năm 2022. Chúng gây ra khoảng 2,5 tỷ đô la thiệt hại cho cây trồng và gia súc. Những con số đáng kinh ngạc này nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về các biện pháp kiểm soát toàn diện. Hơn nữa, một nghiên cứu do Đại học Purdue tiến hành cho thấy, nếu quần thể lợn rừng không được kiểm soát, số lượng của chúng có thể tăng gấp đôi mỗi năm. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả nông nghiệp và hệ sinh thái. Ảnh hưởng của quần thể lợn rừng không được kiểm soát là rất rộng lớn và cần được kiểm soát ngay lập tức. Tập tính sinh sản mạnh mẽ của lợn rừng cùng với hành vi xâm lấn của chúng khiến chúng trở thành một thách thức đáng kể ở Mỹ. Mặc dù săn bắn vẫn là phương pháp kiểm soát chính, việc xem xét tác động kinh tế và môi trường của những sinh vật này là quan trọng. Tìm kiếm sự cân bằng giữa bảo tồn và kiểm soát là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng người dân, các cơ quan quản lý động vật hoang dã và các nhà nghiên cứu cần phát triển các chiến lược bền vững hiệu quả nhằm quản lý mối đe dọa từ lợn rừng. Tôi nghĩ nếu mà những con lợn rừng khổng lồ này mà ở Việt Nam, chắc hẳn là các anh em Việt Nam sẽ chào đón chúng bằng 1001 giải pháp khác nhau khiến chúng sẽ được cho vào sách đỏ ngay lập tức. Các bạn nghĩ sao về ý kiến này? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn. Không chỉ là biện pháp kiểm soát hiệu quả đối với lợn rừng, việc bẫy lợn còn đòi hỏi kế hoạch cẩn thận và tuân theo các quy định. Khi đặt bẫy, vị trí là yếu tố quan trọng. Bẫy nên được đặt ở những khu vực mà lợn rừng thường xuyên xuất hiện, thường là những nơi có nguồn thức ăn và nước dồi dào. Bằng cách chọn những vị trí này, khả năng thành công của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Mồi nhử hấp dẫn rất quan trọng để dụ lợn rừng vào bẫy. Các lựa chọn mồi phổ biến bao gồm ngô, sắn và các loại hạt ngũ cốc khác.
Mồi phải được đặt ở vị trí có thể dẫn lợn vào bẫy, đảm bảo là chúng không thể tiếp cận mồi từ bên ngoài một cách dễ dàng. Bẫy phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tránh gây hại cho động vật hoang dã khác. Kiểm tra định kỳ cũng cho phép loại bỏ kịp thời lợn bị bẫy, đảm bảo quy trình bắt lợn hiệu quả và nhân đạo. Tuy nhiên, cũng quan trọng không kém là cần xem xét các khía cạnh an toàn và pháp lý của việc bẫy lợn. Những người tham gia bắt lợn nên trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, bao gồm mũ bảo hiểm, găng tay và kính bảo hộ. Những biện pháp phòng ngừa này rất quan trọng trong trường hợp xảy ra tình huống không mong muốn trong quá trình bẫy. Việc bẫy lợn rừng phải tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo việc bẫy được thực hiện một cách có trách nhiệm. Bất kỳ ai đặt bẫy đều phải tuân theo các quy định này, như là việc lấy được giấy phép thích hợp và tuân thủ các hạn chế về mùa vụ và giới hạn khu vực. Khi một con lợn bị bẫy, việc biết cách xử lý chúng một cách an toàn và nhân đạo là rất quan trọng, bao gồm sử dụng phương pháp nhân đạo khi cần thiết và tuân theo hướng dẫn vận chuyển lợn sau khi bẫy. Tuân thủ những biện pháp an toàn và yêu cầu pháp lý không chỉ bảo vệ sức khỏe của những người tham gia bắt lợn mà còn đảm bảo cách xử lý đạo đức đối với lợn bị bắt. Bắt lợn rừng đã trở thành một chiến lược hiệu quả để kiểm soát quần thể của chúng ở khu vực Trung Tây. Tuy nhiên, điều quan trọng là những người đặt bẫy phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn an toàn để tránh gây hại không mong muốn và đảm bảo một cách tiếp cận nhân đạo trong việc bẫy. Thu hoạch lợn rừng là một hoạt động quan trọng trong việc kiểm soát quần thể lợn rừng để đảm bảo thành công của hoạt động này, việc chuẩn bị đúng cách và an toàn là cần thiết. Trước khi tham gia vào việc thu hoạch lợn rừng, cá nhân phải được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn như mũ bảo hiểm, găng tay và kính bảo hộ, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng ngừa khi xử lý những con vật này có thể gây nguy hiểm. Tầm quan trọng của thiết bị an toàn là rất quan trọng vì nó giảm đáng kể nguy cơ tai nạn trong quá trình thu hoạch. Lợn rừng có thể trở nên cực kỳ hung dữ khi bị kẹt trong bẫy, do đó những người thu hoạch phải cực kỳ cẩn thận khi giải phóng chúng khỏi bẫy. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo về thể chất mà còn cần sự cẩn trọng cao độ. Hiểu biết sâu sắc về hành vi của lợn rừng và việc sử dụng trách nhiệm của các nguồn lực từ lợn rừng nhấn mạnh sự hòa hợp giữa thiên nhiên và nhu cầu con người, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp kiểm soát chúng bền vững. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Illinois, lợn rừng ở bang Illinois gây ra thiệt hại khoảng 100 triệu đô la hàng năm cho cây trồng và gia súc vào năm 2022. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Illinois đã cấp phép cho hơn 10.000 cá nhân để bẫy lợn rừng trong bang. Nếu bạn có giải pháp nào tốt hơn để đối phó với loài lợn rừng này, xin hãy vui lòng để lại bình luận phía bên dưới để chia sẻ cùng chúng tôi nhé! Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé! Giống bò Watusi có nguồn gốc từ các quốc gia châu Phi như Uganda, Tanzania và Kenya. Chúng là hậu duệ của bò hoang dã châu Phi
và là giống bò có vai trò quan trọng đối với một số bộ tộc ở châu Phi trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong văn hóa bản địa. Bò Watusi được gọi là gia súc của những vị vua bởi vì chúng được coi là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực trong nhiều nền văn hóa châu Phi. Đối với người Mundadi, một bộ tộc du mục ở Nam Sudan, bò Watusi là tài sản quý giá nhất của họ. Chúng không chỉ là nguồn cung cấp thịt, sữa và da mà còn là biểu tượng của địa vị xã hội. Những con bò Watusi có sừng lớn, cong và dài được coi là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Bò Watusi nổi tiếng với khả năng thích nghi tốt trong điều kiện nhiệt độ cao và lượng mưa thấp, điều kiện điển hình của nhiều khu vực ở châu Phi. Chúng có khả năng tiêu thụ nhiều loại thực vật khác nhau từ cỏ, lá đến hoa, giúp chúng tồn tại trong điều kiện thiếu thốn nguồn thức ăn. Khả năng này là một phần quan trọng trong sự thích nghi của chúng. Ngoài ra, chúng cũng có thể tiêu thụ các loại thức ăn như ngô và cỏ khô. Điều này làm tăng tính linh hoạt trong chế độ ăn của chúng, đặc biệt khi được nuôi dưỡng trong môi trường trang trại. Bò Watusi với nguồn gốc từ môi trường tự nhiên ở châu Phi đã được con người thuần hóa từ những khu vực tự nhiên và đưa về trang trại. Quá trình này không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm của chúng mà còn mở ra cơ hội và thách thức mới trong việc quản lý và phát triển giống bò này trong điều kiện trang trại. Điều này bao gồm việc duy trì sức khỏe, chất lượng gen và đảm bảo nuôi dưỡng chúng phù hợp với môi trường trang trại. Bò Watusi là loài vật quan trọng trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi như Uganda, Tanzania và Kenya. Chúng thường được nuôi ở ngoài trời và thức ăn chúng tiêu thụ chủ yếu là cỏ. Điều này giúp chúng thích nghi tốt với môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi và chăm sóc bò Watusi, người nông dân cần theo dõi sức khỏe của chúng thường xuyên. Bò thường tụ tập thành đàn và sống trong các khu vực nuôi chung. Mặc dù chúng có thể hòa đồng trong đàn, nhưng các cuộc tấn công giữa các con bò là điều thường xuyên xảy ra. Những cuộc chiến giữa bò không chỉ xuất phát từ việc cạnh tranh trong việc tìm kiếm nguồn thức ăn và không gian sống, mà còn liên quan đến bản năng sống tự nhiên của chúng. Sự xung đột lãnh thổ giữa bò có thể dẫn đến chấn thương và thậm chí là tử vong. Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để kiểm soát và quản lý chúng để giảm thiểu xung đột và chấn thương trong quá trình nuôi dưỡng. Các giải pháp được người nông dân áp dụng như chia bò thành các nhóm nhỏ hơn hoặc cung cấp đủ không gian sống cho mỗi đàn có thể giúp giảm xung đột trong quá trình nuôi. Các bạn thấy chủ đề video hôm nay như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé! Ngoài ra, việc theo dõi sức khỏe của bò rất quan trọng để đảm bảo chúng có môi trường sống, được nuôi dưỡng tốt. Điều này bao gồm kiểm tra tình trạng dinh dưỡng, phòng ngừa và điều trị bệnh tật và đảm bảo chúng có đủ nước và nguồn thức ăn. Chăm sóc tốt cho sức khỏe của bò giúp cải thiện năng suất và giảm thiểu sự xung đột lãnh thổ giữa các con bò. Bò Watusi nổi bật với cặp sừng khổng lồ.
một con bò trưởng thành có thể cao hơn 2,4 mét, nặng từ 410 đến 730 kg. Những chiếc sừng lớn này có thể mọc dài lên đến hơn 1 mét. Những chiếc sừng này không chỉ là đặc điểm nổi bật mà còn là tác dụng giúp chúng tự vệ trước kẻ thù tự nhiên. Để bảo vệ và duy trì số lượng bò Watusi, nhiều quốc gia đã đưa chúng vào các trang trại để chăm sóc, giúp bảo vệ chúng khỏi các loài động vật hoang dã có thể tấn công chúng. Bò Watusi đã được nhân giống ở Hoa Kỳ từ năm 1960, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 1.200 con bò Watusi được đăng ký ở Mỹ. Vào những năm 1930, các quốc gia châu Phi đã cấm xuất khẩu bò Watusi. Trong nhiều năm, chúng chỉ có thể được nhìn thấy trong các vườn thú. Tại Hoa Kỳ, những con bò đực đã đăng ký có thể được mua với giá khoảng 3.000 đô la Mỹ mỗi con. Những con cái sinh sản có giá từ 12.000 đến 30.000 đô la Mỹ trở lên nếu người nông dân sẵn sàng bán chúng. Thịt bò Watusi tại Hoa Kỳ là một loại thực phẩm thu hút được sự quan tâm lớn của các tín đồ ẩm thực. Không giống như các loại thịt bò thông thường, thịt bò Watusi mang lại một hương vị độc đáo, hương vị quyến rũ. Giá của loại thịt bò này có giá từ 50 đến 100 đô la Mỹ mỗi kg, tùy thuộc vào chất lượng và tuổi của bò. Thịt bò Watusi rất ít chất béo, có lượng cholesterol thấp hơn các loại thịt bò thương mại khác. Ngoài ra, sữa của chúng có khoảng 10% chất béo. Một số nông dân chăn nuôi bò sữa đã sử dụng bò Watusi Lai trong đàn của họ để tăng lượng chất béo trong bơ của họ. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc bò Watusi đòi hỏi sự tận tâm và kiên nhẫn từ người nông dân. Tại Hoa Kỳ, những người tìm kiếm loại thịt đặc biệt này thường coi đó như một khoản đầu tư vào một cuộc phiêu lưu ẩm thực độc đáo. Dù là những miếng thịt bò Watusi bít tết, những món hầm đậm đà hương vị hay những miếng thịt quay tuyệt vời, thịt bò Watusi thể hiện sự đa dạng của nó trong nhiều món ăn. Bò Watusi với khả năng phát triển nhanh chóng, do đó nông dân cần theo dõi và chăm sóc những con vật tuyệt vời này một cách cẩn thận để giảm thiểu các vấn đề về sức khỏe có thể xảy ra. Hành trình chăm sóc và cuối cùng là thưởng thức thịt bò Watusi là chứng minh cho sự cống hiến và kiên nhẫn của những người chăn nuôi bò tại Hoa Kỳ, mang lại những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho những tín đồ yêu thích ẩm thực. Các bạn thấy là giống bò Watusi này như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm nhiều thông tin quý giá về loại bò này nhé. Nếu các bạn yêu thích video, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn hai thành viên chủ chốt của kênh chúng tôi. Đầu tiên là chuyên gia edit video, anh ấy tên là Nam. Mỗi ngày, anh dành ra hơn 10 tiếng để tỉ mỉ chỉnh sửa tạo ra những video hay và hấp dẫn nhất để gửi đến các bạn. Nhờ sự tận tâm và chuyên nghiệp của anh, các video của kênh luôn có chất lượng cao và thu hút được lượng lớn người xem. Tiếp theo là biên tập nội dung, cô ấy tên là Hà.
Cô ấy là người có niềm đam mê mãnh liệt với nông nghiệp và khám phá những điều mới lạ trên thế giới. Với kiến thức chuyên môn và khả năng viết content sáng tạo, cô ấy đã mang đến cho kênh những kịch bản rất thú vị về chủ đề nông nghiệp khám phá. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.